Đây là chương trình thông tin giải trí cuối tuần với Chris Phan và người partner dễ thương đó là Michelle Độ. Kính chào quý vị. Trước hết chúc cho quý vị có một ngày vui, bình an và hạnh phúc. Chào Michelle Độ. Michelle chào Chris Phan và Michelle xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của đài VBS hôm nay. Và vâng, một tuần là mỗi lần lên đây là gặp lại Michelle là đúng 7 ngày. Qua quá nhanh đi. Mình thấy thời gian nó và vun vút và nó để lại cho chúng ta là cái gì? Những cái nếp nhăn, những cái gì nó gọi là quá khứ. Nhưng mà quá khứ phải nên là những cái quá khứ hữu ích thì chúng ta nên nhớ. Vâng, và đời sống chúng ta phải giữ gìn sức khỏe. Và trong mấy ngày gần đây bắt đầu trời nó mát lại. Nguyên cái tuần đây là 72, 69, 72. Cái thời tiết đây là number one. Đó là tại sao Michelle biết gì không? Mình cứ tưởng cái thống kê nha, mình cứ tưởng là người dân ở Cali thấy đắt đỏ quá, nhà mắc rồi, thuế cao cho nên người ta mua đi ra ngoài. Cũng có một số hãng xưởng đi mua ra ngoài. Nhưng con số mua vào California đông gấp rưỡi lần con số mua ra ngoài. Đó, tại vì ai ở California rồi đó, từ thời tiết cho tới nó 40 triệu người mà, một cái tiểu bang quá lớn và kinh tế đứng thứ 5 thế giới. Và cái nhu cầu mà nó cung phụng cho đời sống dân sinh của chúng ta đó, nó rất là tiện lợi. Nó tiện lợi mọi thứ, quý vị có thấy không? Cứ mỗi chiều hoặc là cuối tuần là thấy Michelle đi tới mấy cái vườn hoa, tới mấy cái chỗ nhà hàng chụp hình. Trời ơi, thấy nó thích quá, chứ đi mấy tiểu bang khác đâu có. Phải công nhận ha. Cái khí hậu quá tốt. California là the best weather, cho nên nếu mà Michelle có cái dự định rời khỏi California đó, chỉ tiếc một điều đó là cái khí hậu thôi. Đúng. Với lại cái thành phố biển. Đúng. Mà đó, quý vị nói như vậy cũng còn thiếu một cái nữa mà Michelle chắc quên, cũng như quý vị cũng có thể quên, đó là cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã lớn mạnh một cách rất là cường thịnh. Even kể cả như là kinh tế nó có xuống như cái thời của Bush con đó, nó làm kinh tế xuống tê tua luôn. Vâng, và cái thời của Obama càng tê tua nữa. Kinh tế của người dân Việt Nam gốc Việt chúng ta ở tại Little Sài Gòn phát triển. Tại chúng ta tụm nhúm với nhau, chúng ta đùm bọc với nhau, chúng ta tiêu xài cho cái cộng nhưng đồng người Việt. Nhưng mà Chris nói chứ bây giờ đã nói gì chứ, mấy cái hãng lớn nó đã dọn đi qua tiểu bang khác, là ai mà chịu cái thuế của ông Tông Tông Bù Nhìn. Rồi bây giờ đã dưới cái triều đại của Tông Tông Bù Nhìn, nó bây giờ một tô phở ở OC là 16 đồng rồi. Wow. Đó, cho nên nó là... Ok, bây cho giờ cái tiệm nói... nào cho tiệm nào mà mắc quá vậy thôi, cho Chris nhé. 14-15 đồng á, nhiều quá. Có một người bạn trên Facebook mới chia sẻ tô phở, cái nhà tiệm phở chắc họ tính lộn đó, Chris không thấy nghĩ. Nhưng mà ok, bây nhưng giờ mà với điều tới... kiện đồ ăn vẫn ngon. Đồ ăn vẫn ngon. Và tiền đi chợ quý vị, tiền chợ quý vị có đi khắp tiểu bang, 50 tiểu bang đi, quý vị mà bỏ 100 đồng, quý vị mua chỉ có 1/3 chiếc xe để đựng đồ ăn trong chiếc xe. Nhưng mà quý vị bỏ 100 đồng mà tại cái chợ của Việt Nam, 10 cái chợ chung quanh đây đó, chở nguyên chiếc xe. Không có đâu, sao mua nổi trái cây không là đã. Đó mà trái cây mắc quá. Nhiệt đới mắc thấy mồ. Bây giờ nói tới okay. Thức ăn để mình sẽ cho một phút để mình sẽ đọc một hả? Cái thông báo cho cư dân của Little Sài Gòn là nhà hàng Song Long của cô Bảy đó quý vị. Bây giờ đã có nhận thẻ EBT của Cao Fresh Food Stamp, cho nên các quý vị nào có đủ điều kiện như là trên 60 tuổi trở lên, hoặc là vô gia cư, hoặc là bị khuyến tật, thì nếu mà quý vị có cái thẻ EBT thì quý vị có thể dùng để mua những cái thức ăn bổ dưỡng tại nhà hàng Song Long. Và nhà hàng Song Long mở cửa từ thứ ba cho tới chủ nhật, từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Và quý vị có thể dùng cho những người đủ điều kiện là 60 tuổi trở lên, vô gia cư hoặc là khuyến tật, thì quý vị có thể dùng cái thẻ EBT của mình để mua những cái thực phẩm bổ dưỡng, những cái món ăn Việt Pháp ở nhà hàng của cô Bảy, nhà hàng Song Long tại trong khu Lê Lợi trên đường Bonsai nha quý vị. Nói như vậy thì cái ai có cái thẻ đó thì đều được cô Bảy nhận, phải không ạ? Nhưng mà phải nằm trong cái tuổi từ 60 trở lên. Nhưng mà người ta khuyết tật đâu cần tới tuổi tác đâu. Khuyết tật,
khuyến tật hoặc là vô gia cư. Vô gia cư làm sao có địa chỉ để có được cái thẻ đó? Không có đâu. Không, mấy người vô gia cư họ vẫn xin được chứ. Không lẽ là điều kiện họ sẽ xin được ngày xưa sao làm cho bộ xã hội mà. Bây giờ luật có đổi chưa? Không biết giờ luật có đổi chưa? Thêm một cái thông báo nữa, cái đó là cho cư dân của Lido Sài Gòn. Bây giờ cư dân nhà hàng của cô Bảy đó là nhà Sông Long, một trong những nhà hàng mà lâu nhất ở đây. Quý vị biết một cái business mà chúng ta trụ chừng cỡ 5 năm là thấy khó rồi, 10 năm khó rồi. Cái business đây là 35 năm rồi. Đó vậy hả? Lúc Chris còn bé xíu à, bây giờ già rồi. Rồi, bây giờ mình tới cư dân của California. Chương trình vừa rồi mình sao đã nhắc rồi, nhưng mà mình sẽ nhắc lại cho những cư dân của California là quý vị nhớ nha quý vị, là ông thống đốc Newsom ổng đang gửi ra, ổng có cái chiến dịch, ổng gửi ra những cái thư để mà ổng dụ mình ký bà, để hủy cái chữ ký của mình. Những người, tại vì sau ngày 17 tháng 3 là chữ ký của quý vị không có hiệu lực nữa để bãi nhiệm ổng, cho nên không ký một cái tờ giấy nào hết nha quý vị. Quý vị hãy chờ cái kết quả sau ngày 29 tháng 4. Nhớ là đừng có phôi vô cái trap của ổng, là ổng có một cái chiến dịch là gửi thư về nhà quý vị để dụ quý vị ký giấy không ký cái gì hết. Đó, tại vì sau ngày 17 tháng 3 là mình không cần phải ký gì nữa hết, mà chờ cái kết quả thôi nha. Cái này rất là quan trọng nha quý vị nha. Và tại vì ông bây giờ ổng cũng đã rất là có vẻ như là xìu xuống rồi và ổng sẽ hình như là nghe tin đồn là ổng sẽ mở cửa sau ngày 15 tháng 6 để làm trở lại bình thường đó quý vị. Cho nên cái vấn đề mà bãi nhiệm mà quý vị nhớ là không ký nha quý vị. Không ký. Quý vị mình nhận bất cứ một lá thư nào ở trên thủ phủ mà về nói về bầu cử đó, quý vị đừng ký gì nữa. Tại vì chúng ta đã ký cái giấy mà bãi nhiệm ông rồi thì bây giờ chờ tới ngày đó thôi, chứ không có ký bất cứ điều gì nữa nha quý vị. Mà kể cả những người nào người Việt luôn mà họ gọi điện thoại, họ năn nỉ mình ký, hoặc họ tuyên truyền cái điều gì đó để cho chúng ta sao lãng đi cái vấn đề bãi nhiệm cái ông thống đốc này, thì quý vị cúp điện thoại nhé. Nếu quý vị cảm thấy chính sách của California dưới cái chế độ của ông thống đốc này nó làm tàn mạc đi, nó làm hư đi biết bao nhiêu cái chớp, nó làm khổ đi biết bao nhiêu đời sống dân sinh, thì chúng ta đã mất việc, tăng thuế cao và vợ ly dị chồng, cái nồi mà nó khó khăn về tài chính, nó xảy ra đủ thứ chuyện. Và cái chuyện ly dị vợ chồng rất là nhiều là tại vì sao? Vợ chồng khó khăn quá là về nhà cự lộn, cứ cự nữ là thế, cái tình cảm nó bị sao lãng rồi, nó bị cái khoảng cách nó rộng ra. Cho nên quý vị hãy nhớ, mình có cái lá phiếu nó rất là quan trọng, mình phải bầu cho những người nào mà nó phục vụ cho dân tộc, nó phục vụ cho an sinh xã hội của chúng ta thì chúng ta bầu, và họ phải chính nghĩa. Còn đây chúng ta thấy đó, cả một bốn trong 4 năm của Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền đó, thì quý vị có thấy là thống đốc California đi ngược lại đường lối, mà những cái ngược lại là những cái làm sai, làm trái, làm hư và làm xấu đi, đem lại những cái tồi tệ cho đời sống dân sinh của chúng ta. Và quý vị biết là chưa hết, chúng ta đừng nói những cái hãng lớn như Sunview hay là Tesla bây giờ họ ký contract, họ dời bỏ đi California. Quý vị biết cái hãng Tesla mà nó dời đi là 70.000 chớp, mà 70.000 chớp chúng ta nhân cho 3 lên để nuôi trong gia đình, một trong một người nuôi 3 người, cộng với là SpaceX ở tại Toronto giờ bay qua Austin luôn. Quý vị, chúng ta đã mất biết bao nhiêu chớp, mà khi chúng ta mất chớp như vậy thì nó ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng người chung quanh, đó là gia đình, con cái. Chúng ta không có đủ tiền để mà cho con thêm cái quần, cho mua cho con thêm cái áo, cái sách học, hoặc là những gì mà nó cần thiết cho gia đình, chúng ta không đủ tiền. Tại sao chúng ta phải chấp nhận một cái chế độ, một cái chính quyền, một cái tên lãnh đạo cái tiểu bang của chúng ta nó tệ hại như vậy mà chúng ta phải chấp nhận? Chúng ta đó, phải đoàn kết để mà làm cho cái tiểu bang California trở thành màu đỏ nha quý vị. Cho nên nó là cái kỳ bãi nhiệm này rất là quan trọng, mà tất cả những anh em trong cái ủy ban mà
tổ chức cho cái cuộc bãi nhiệm này đó, họ làm việc hình rất như là cổ hơn 2 vũ. triệu phiếu rồi, Dạ, cho nên đó, nhưng 2 mà triệu chữ ký. dạ, cho nên đó là chúng ta phải thật là đoàn kết và đừng có nghe những theo cái chiến dịch, đừng có pho vô cái chiến dịch của họ để mà làm quỷ đi những cái công sức của bao nhiêu anh chị em của chúng tôi đã cố gắng đi lượm nhặt từng cái chữ ký trong suốt những ngày tháng qua nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái đề tài, vẫn là một cái đề tài bây giờ nó trở thành nó một cái tình trạng khủng hoảng đó. Đó là về cái vấn đề cái biên giới của chúng ta quý vị. Cái nhà nào cũng cần phải có cái hàng rào. Các ông, các bà ở quốc hội chưa gì hết đã có nghĩa là hàng rào xi măng, hàng rào để mà bảo vệ cho họ rồi, nhưng mà tường tại cao sao cổng kính dạ vâng mà tại sao biên đất nước chúng ta không có được một cái hàng rào? Bây giờ Chris, Chris chia sẻ với quý vị như thế này nhé. Nếu mà quý vị nào đang ủng hộ và đã ủng hộ cái chế độ Tông Tông Bộ Nhìn Đề, quý vị hãy về, nhất là chương trình của cái biên giới, đó là bức tường biên giới đó. Ok, bây giờ nói cái nhà của quý vị thôi. Cái nhà của quý vị và cái nhà bên cạnh nó có hàng rào hay không? Có hay không nữa? Có. Không hàng rào gỗ cũng hàng rào tường, không hàng rào tường cũng hàng rào B40. Là nó có hàng rào. Để làm gì? Để nó phân biệt đây là cái nhà của quý vị, cái khu vực nhà thuộc về nhà của quý vị, và hàng rào bên kia khu vực thuộc về nhà hàng nhà của người bên kia. Là tại sao cái hàng rào nó định hình cái căn nhà của chúng ta, cái privacy của chúng ta và cái quyền lợi trong cái khu vực cái nhà thuộc về của chúng ta, thì cũng như đất nước của chúng ta vậy. Nó phải có cái bức tường biên giới, nó có cái bức tường đó. Không những là nó cái bức tường đấy nó rất là ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất là định hình được cái đất nước của chúng ta nó rộng tới cỡ đó. Nó borderline là cái đường biên giới của chúng ta. Tất cả người công dân Hoa Kỳ phải biết cái đường biên giới của chúng ta ở Canada như thế nào đối với Mỹ, và ở Mexico như thế nào đối với Mỹ. Đất nước đó là của chúng ta. Từ cái đường biên giới nó vào bên trong đây là đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Cái thứ hai, ý nghĩa thứ hai đó là tại vì cái đất nước Hoa Kỳ nó màu mỡ, nó nhiều điều kiện, nó quá nhiều cái tốt đẹp để cho cả thế giới vào đây sinh sống, tìm đủ mọi cách, từ di dân lộc cho tới những người hợp pháp. Nhưng tại cái biên giới thì nó đã phá hủy đi một cái tị nạn hợp pháp đàng hoàng. Nó tạo ra một cái rất là tệ hại, nó không còn là những người tị nạn chân chính, những người tị nạn hợp pháp. Tổng thống Trump cũng như tất cả người dân Hoa Kỳ của chúng ta, trong đó có mình, có Michelle và có tất cả đồng hương chúng ta, phải không nè? Chúng ta chấp nhận và luôn luôn mở rộng vòng tay đón những người di dân hợp pháp. Tổng thống Trump cũng đều nói vậy, không bao giờ kỳ thị. Chúng ta có nhiều người hỏi tại sao ông là người tị nạn, ông không có thông cảm người tị nạn. Tôi rất thương chứ không phải thông cảm đâu, rất thương. Nhưng mà chúng tôi thương những người tị nạn hợp pháp. Chúng ta là những người tị nạn hợp pháp, chúng ta không phải là di dân lậu. Chúng ta đi vượt biên và nằm ở trên những cái đảo của Á Châu, phải không ạ? Đó, nằm trên đó rồi nó sàng lọc coi chúng ta, cái lý lịch của chúng ta có được vào ở trong nước Mỹ hay không, chứ không phải qua bên đó cái nó ào ào mình vượt biên vô trong nước Mỹ đây. Không có bao giờ. Chúng ta bị sàng lọc, có nhiều người không được đi qua Mỹ, quý vị có công nhận, thì phải đi qua những nước khác. Như vậy thì tại sao ở cái bức tường biên giới đó lại phá đi? Đó, phá đi có nghĩa là chúng ta và di dân lậu và những người buôn lậu và những người buôn người lậu và những người tội phạm giống nhau à? Không được. Chúng ta phải protect, đó là bảo vệ. Bảo vệ cái đất nước này đã cưu mang chúng ta, và trong đó bảo vệ chính chúng ta. Đúng không nè? Cho nên bây giờ ở tại cái biên giới đó, quý vị có biết không? Là khi mà Tông Tông Bùn nhìn đó, khi tranh cử đó, đã nói ngay đầu tiên, nếu mà tôi thắng tôi sẽ đập bức tường biên giới và tôi phải welcome tất cả những người di dân nhập lậu vô. Đây là cái ý nghĩa. Và khi ông đã chiến thắng bằng một sự gian lận điếm đàn ma mánh ác độc tham tàn mà trở thành Tông Tông Bù Nhìn, và bây giờ biên giới khi mà tụi Nam Mỹ 80% trở lên là di dân lậu và tội phạm, đã nghe cái tình trạng đó và đã bắt đầu đi tị nạn, quý vị đi vượt biên đó, cái này chúng ta gọi là vượt biên. Có ai mà vượt biên giống như đi đòn đòn quân đi xâm lăng không? Chưa có bao giờ thấy một nơi nào mà vượt biên vào cái đất nước Mỹ, đất nước mà nó có an ninh nhất thế giới, mà họ từ ở Nam Mỹ đi vượt biên.
mà vượt biên giống như quân Nguyên, quân Nguyên á, một cái thời của quân Nguyên hay là quân Mạng Thanh mà tới xâm lăng cái đất nước ở Việt Nam của chúng ta y chang vậy đó, nó đi đòn đòn người người. Quý vị có nhớ lúc mà chúng ta vượt biên là chúng ta như thế nào, trốn phải không? Chúng ta trốn, chúng ta rất là dè dặt và sợ chính quyền của Việt Cộng nó bắt lại, một là nó bắn, hai là bắt bắt ở vào tù. Và còn đây họ đi vượt biên không phải, họ đi xâm lăng nước Mỹ của chúng ta. Nếu mà có một đoàn quân nào, có một đất nước nào, dân tộc nào xâm lăng nước chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải cản lại liền. Chúng ta không chiến đấu nhưng mà chúng ta phải cản lại. Phải không nè? Đó, tại sao chúng ta phải cản lại? Là vì nó bảo vệ cái quyền lợi của chúng ta, bảo vệ an ninh chúng ta, bảo vệ an ninh chung, mà bảo vệ an ninh chung trong đó có cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và trong cộng đồng Việt Nam chúng ta có từng gia đình của chúng ta. Đúng không nè? Quý Đó. vị có thấy là Chris Phan vừa trình bày với quý vị là cái vấn đề mà dân di dân lậu bây giờ họ ào ạt họ đi vào nước Mỹ vì cái lời tuyên bố của ông Tông Tông Bù Nhìn Biden khi mà ổng ra ổng tranh cử, ổng chỉ vì những cái lá phiếu của những người di dân lậu ở đây đó để mà bầu cho ổng đó. Ổng đã tuyên bố mà một cái câu là nếu mà Đi ổng vào nước đắc Mỹ cử thì vì cái lời tuyên bố của ổng ông sẽ Tổng thống. mở cửa biên giới và ông sẽ tạo những cái điều kiện rất dễ dàng cho những người di dân lậu trở thành người công dân nước Mỹ. Quý vị, chính vì một cái sự tham tham quyền của ổng, một cái quyền lợi ích cho cá nhân của ổng mà ổng đã tạo ra một cái hậu quả mà quý không lường được cho đất nước chúng ta và cả những người nạn nhân của các nước Nam Mỹ nước vô đó, Đúng. tại vì Chris cứ biết là bây giờ vì cái vấn đề đó mà người ta đã ào ạt sắp hàng đi vô, nó đã nảy sinh ra cái tình trạng là có tụi coyote, là cái tụi mà buôn người đó, cái tụi mà nó bắt cóc Mafia. trẻ em, quý vị, nó bắt cóc trẻ em để mà nó lợi dụng cái chế độ nhân đạo của người Hoa Kỳ để mà nó đem, tại vì một cái người đi không có con nít đi cùng thì không không được vào nước Mỹ, nhưng mà vì chúng ta có một cái chế độ nhân đạo, nếu mà có con nít thì chúng ta nhận vào, cho nên nó đã đi bắt cóc con nít hoặc là nó đi mua con nít để mà nó tạo những cái điều kiện cho từng hộ nó thâu tiền người ta nó đưa vô, nó đã làm ông ta cái hậu quả không lường là ông đã làm bao nhiêu cái crime xảy ra cho phía bên nước Nam Mỹ và Ở cho phía đất nước Mỹ. chúng ta, cho nên đó chính vì như vậy mà chúng ta sẽ thấy rất tụi mafia nó đem rất vào những người mà không ủng hộ tổng thống Trump trên cái biên giới, khi mà ông Trump nhất định là khi cái ngày đầu tiên ông nói chúng ta phải có một cái biên giới, nước Mỹ cần phải có một biên giới để ngăn chặn cái tình trạng di dân lậu, và ông đã tranh đấu hết sức để mà ông có được cái biên giới. Ông Tông Tông Bù Nhìn vừa lên là ngưng, nhưng mà bây giờ trước cái tình trạng bây giờ cuối cùng đó họ cũng phải nhận một cái chữ là khủng hoảng, cách đây một tháng họ nói là không được gọi cái đó là khủng hoảng, Gọi là challenge, gọi gọi là là thách một thức, cái sự thử thách, thử nhưng mà bây giờ họ họ công nhận đó là một cái sự khủng hoảng và họ không cho tất cả các giới truyền thông đi vào để mà đem những cái hình thách. ảnh đó ra, tại vì họ đã biết là nó khủng hoảng thế nào, nếu mà đưa ra đó cả dân Mỹ sẽ hoảng sợ lên, tại vì cái hậu quả nó không Được lường, quý ghê vị. không? Thú Bây vị, giờ đó cái đời sống ở đó. họ lại giao cho bây giờ ông Tông Tông Bù Nhìn, ông không có một cái giải pháp nào để ông giải quyết vấn đề này, cho nên nó có một cái nguồn tin là ông đã đang âm thầm để cho tiếp tục xây bức tường, là tại vì ông không có cách nào để giải quyết, Vâng, ông đúng, bàn giao cái đó không qua phải cho. là bức không phải là nghe thông tin, cái đó là sự thật luôn, là bây giờ ông khủng sợ quá. Và quốc hội, kể cả lưỡng viện nha, không phải về lưỡng viện, hạ viện và thượng nghị viện, kể cả dân chủ và đảng cộng hòa đã bắt đầu lên án cái vụ này, là tại vì một số thượng nghị viện, kể cả dân chủ và cộng hòa đã đi tới chỗ đó nhưng mà tuyệt đối không cho báo chí truyền thông nha. Chính vì những người mà đi cùng đi cùng với mấy ông thượng nghị sĩ đó đã chụp hình và đưa lên cho báo chí không có được vô, và thấy những cái đời sống ở đó, những đứa con nít giống như là những con chuột công, giống như những con súc vật, họ 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 cho ngồi ở trong một cái hang, cái đồ ngồi tùm lum rồi, thấy thương lắm.
Và cái đó là gọi là gì? Mà đảng Dân Chủ cũng giống như là Tông Tâm Bồ Nhìn gọi là nhân đạo. Đó là một sự tuyên truyền lão xạo, điếm đàng. Họ Và đã đó là dùng ác cái chiêu thức này để họ độc. đánh ông Tổng thống Trump, khi mà ông Tổng Vâng. Trump đương thời họ dùng cái chiêu thức Và nói là ông không nhân đạo. bây giờ cái coi cái cuộc sống của những người tị nạn đó nó còn thê thảm, nó còn tệ hại, và họ không biết sống chết ra sao, còn đỡ hơn là họ thà họ ở lại quê nhà. Bây giờ họ đi về cũng phải chờ đó quý vị, bây giờ họ sống không được mà chết cũng không được, là tại vì cái ở phía dưới biên giới những cái trại tị nạn đó nó giống như nó còn tệ hại gấp trăm lần cái tệ ở phía bên bên Á Đông, như cái thời chúng ta 30 năm trước, 40 năm trước quý vị, nó còn tệ hại là tại vì cái thời của chúng ta vượt biên qua đó không có mafia, không có buôn lậu, không có buôn người, không có giết người. Bây giờ ở đây ở trong trại nó giết lẫn nhau và nó buôn lẫn nhau, và nó dùng em bé nó mổ bụng, nó bỏ cocaine trong đó, nó bỏ thuốc phiện trong đó, nó may lại. Bây giờ nó cái chỗ đó nó trở thành là khủng hoảng, cho nên đảng Dân Chủ và ông Tổng thống Bồ Nhìn đã chấp nhận cái chữ đó là crisis, là khủng hoảng. Và ông Tổng thống Bồ Nhìn quý vị, ông thấy một cái tên ngu xuẩn, một tên lú lẫn, một tên mình nói là mình không muốn nói như thế nào nữa. Giao trách nhiệm này cho ai quý vị? Giao trách nhiệm cho cái bà phó tông tông bù nhìn này, đó là Kamala Harris, không biết một cái thứ gì, không có một kinh nghiệm gì và cũng không biết cái gì về biên giới hết đó, mà giao cho đi kiểm soát biên giới. Quý vị có thấy nó cái một cái chế độ nó ngu xuẩn đến cỡ đó không? Nó đưa và cái bà này bà không biết làm gì, bà cứ cười hè, bà hả hàm răng, bà cười miết. Bà nhìn cái cảnh đau thương của những cái người tị nạn đó, nhìn cái cảnh mà nó khó khăn, những cái người mà cảnh sát biên giới đó, họ rất là cực nhọc, họ rất là khổ tâm, mà còn lại trừ lương của họ nữa, mà bà cũng gặp mấy người cười hà, chứ Mà không biết không làm có gì. một cái cách nào để mà giải quyết vấn Quý đề vị này có chứ? thấy là đưa cho một người không biết cái gì hết, đưa cho một người mà cái bát rau, quý vị có biết cái bát rau bà như thế nào, chúng ta không muốn nói nữa. Chúng ta không thể nào mà nói, nếu mà quý vị nào mà ở tại trên 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 San Francisco đó thì biết cái bà Kamala Harris này như thế nào, nó ghê sợ như thế nào, nó còn ghê sợ hơn những cái động đứng đường nữa quý Quý vị. vị Như có vậy thể coi đó như là những cái câu chuyện viết về bả như là một cái thâm cung bí sử vậy đó quý vị. Cho nên đó là bây giờ một cái người phụ nữ như vậy đó nắm một cái trách nhiệm để mà cho cái số phận của đất nước Hoa Kỳ, thì quý vị nghĩ là những người đã dùng cái lá phiếu đánh phá ông Trump để bầu cho cái chế độ này đó, họ có mở cái não họ ra chưa? Và tới bây giờ đó họ còn mở miệng ra đó, họ nói rằng là chúng ta phải có nhân đạo. Có một người đó bên đảng Dân Chủ đó từng là đánh phá ông Trump và ủng hộ Biden, nói rằng ông Trump là vô nhân đạo, chúng ta phải nước Hoa Kỳ là đã là mang tiếng trên thế giới là theo cái chế độ nhân đạo, là chúng ta phải mở cửa để đón nước người vô. Rồi họ còn chỉ trích Michelle, nó tại sao Michelle là con cái của Chúa mà tại sao mà Michelle không mở lòng ra để tội nghiệp những người di dân lậu đi vào nước Mỹ như vậy. Nói thật với Chris á, Chúa dạy chúng ta phải mở lòng ra, có cái lòng nhân đạo, nhưng mà nhân đạo trong cái sự sáng suốt, chứ không phải là nhân đạo mở cái lòng ra trong cái sự ngu ngốc ngu đần cho những như những người mà vừa nói là chúng ta phải mở. Như bây giờ hỏi đó, tại sao Quốc hội vừa ông Tông Tông vừa nhìn vừa lên là họ xây tường thào, tường rào, hàng xung rào quanh bê tông cốt sắt để bảo vệ cho họ, nhà của họ lúc nào cũng có hàng rào lên bảo vệ. Bây giờ đó những cái người mà đặt cái câu hỏi đó với mình sao, mình sao hỏi lại, ok, you quá nice, you quá tốt, you có tấm lòng nhân đạo hơn hơn tôi nữa, you làm cho tôi xấu hổ là tôi là con cái của Chúa nhưng mà tôi không có mở lòng ra. Vậy thì bây giờ you cho tôi tên họ địa chỉ của you đi, tôi sẽ gửi tới biên giới nói rằng là you đuổi con cái you ra để you mời những dân di động dân nhà you. You làm được điều đó, mi sẽ trải chiếu, mi thờ you, mi lại you, ba lại và mi 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 sẽ đặt you thôi, lên bàn thờ là mình nói tên thánh. những cá nhân. Dĩ nhiên ở trong một cái xã hội có người kẻ trí cũng thì cũng có những kẻ ngu xuẩn. Mình không thể nào mà so sánh một hai nhân vật, thí dụ một hai nhân vật cái Không, khả mà năng, cái cái đó tư là tưởng của cái họ tư tưởng chung của những người mà cho đang theo nên cái chế độ đó. thì mình biết rồi, cho nên đã biết nè, cái chế độ đó đã nhìn rõ như vậy, đã nhìn cái tàn ác ngu ngục, tham nhũng, tham tàn,
gian lận mà giữ để mà cướp cái chính quyền đấy mà họ vẫn còn ủng hộ thì mình biết họ là ai rồi. Thì bởi vậy chỉ có những người ngu ngục, ngu xuẩn mới ủng hộ cái sai, cái ác, cái xấu, cái tồi tệ, cái gian manh, cái điếm đà. Thì nói làm gì? Bây giờ mình chỉ nói là cái những cái chung chung của mình bây giờ hiện tại lên mới 2 tháng rưỡi mà mất gần 1 triệu rưỡi công việc. Quý vị cứ nhân gấp 3 lên, cứ một một người trong nhà thì sẽ giúp với nhau 3 người trong nhà. Một người đi làm giúp 3 người trong nhà. Và 3 người được giúp đó, trong nhà được có công ăn việc làm đó, thì mua buôn bán ăn chơi tiêu xài nó ảnh hưởng cái công việc chung thêm 5 người nữa. Một người có công việc thì ảnh hưởng tới 10 người sinh sống sinh hoạt rất là tốt. Mà bây giờ mất hết 1,5 công việc, 1,5 triệu công việc, quý vị thấy nguy hiểm. Đó là chỉ nói một ngành thôi nhá, nó ảnh hưởng một ngành, mới một ngành. Đó là cái về dầu hỏa Keystone, cách cái ống dầu hỏa đó, mà cái ống dầu hỏa không có một cái gì mà gọi là pollution hết, nó gọi là cái ô nhiễm hết, mà đó là nó muốn làm những gì mà nó phá đi những cái tốt đẹp nhất mà Tổng thống Donald Trump đã cống hiến và cung phụng cho cái đất nước này và phục vụ cho nhân dân này. Đó, quý vị cứ thấy không? Đó là tại sao chúng ta vẫn tiếp tục không chấp nhận cái chế độ tông tông buồn nhìn này là vậy. Quá nhiều, trên nửa dân số đã nhìn như vậy. Quý vị thấy tông tông buồn nhìn đi ra ngoài có ai vẫy tay chào không? Không. Đến nỗi cái ngày Easter, hai vợ chồng tông tông buồn nhìn nó đứng lên trước cái White House vẫy tay chào happy holiday, happy Easter, mà nó quay xa phía dưới không có một người. Mà một ngày, một giả cái ngày lễ đó. Easter là cái ngày lễ phục sinh mừng Chúa sống dậy, mà ông tông tông buồn nhìn là người tự nhận mình là Christian, là con cái của Chúa, nhưng mà trong cái bài nói chuyện của ông ta không nhắc tới một từ về là nhắc tới Đức Chúa Trời. Như vậy rằng là ông ta đó, là cái đạo đức của ông ta là nhắc sao được, ông đó là tín đồ để phá thai mà. Cho nên đó là một cái người, rồi á, một cái người mà phu nhân tổng thống là phải có tư cách từ cái tướng mạo, cái cách ăn nói, cái dáng đi, cái cách ăn mặc nữa. Bà ta mặc cái bộ đồ bây giờ đó, cả toàn mạng xã hội đó mang cái lấy xin, nó giống như là gái đứng đường ở Hollywood như vậy đó, mà là một cái phu nhân của cái đất nước Hoa Kỳ. Quý vị thấy có nhục không? Nhìn cái tư cách mặc đồ của bà ta đã là 70+ tuổi rồi mà mặc cái lấy riêng giống như là dân đứng đường ở Hollywood vậy đó. Rồi thêm nữa đó, ngôn ngữ quay. Ở trên cái mạng xã hội, ở trên Facebook, Twitter, nó để cái hình bả mặc cái váy đó, váy ngắn, rồi có cái pantyhose phải không? Mà, yes. Mà rổ rồi đó. Nó nói, ủa, không lẽ 70 cũng còn đứng đường được hay sao? Mày sao, nghe là bó tay luôn nhìn á. Mày sao nói, cái đây là một cái hình tượng của một phu nhân tổng thống của nước đất nước Hoa Kỳ của chúng tôi này hả? Nghĩa là không còn, nghĩa là speechless, không cạn lời luôn. Rồi á, tiếng Anh, tiếng Mỹ, người Mỹ thì nói tiếng Mỹ đi làm một cái buổi diễn thuyết để mà trong một cái chương trình cho nông nghiệp đó, thì toàn là người Mỹ trắng không, mà tự nhiên á sổ tiếng Mỹ lên, mà sổ tiếng Mỹ mà nói trật nữa chứ quý vị, nói tiếng Mỹ nơi mà nói trật nó không ai hiểu gì hết nữa. Thành ra đó là tư cách cũng không có, tướng mạo cũng không có, mà trình độ kiến thức cũng không có luôn nữa, thì mày sao cũng cạn lời.